Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Sức khỏe đời sống. Theo thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, sau khi xác định dịch ở cấp độ 3 vùng cam, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ của Hà Nội đã điều chỉnh các biện pháp hành chính, cấm nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ. Thông tin chi tiết về quy định mới, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, từ 12 giờ ngày 26 tháng 12, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Quận Tây Hồ cũng cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp, trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke, kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe, game, massage, phố đi bộ. Bên cạnh đó, quận Tây Hồ cũng không cho phép tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn được khuyến cáo hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Chính quyền sở tại cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trong trường hợp ra khỏi nhà, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời. Tương tự như quận Tây Hồ, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng lập tức điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19, áp dụng các biện pháp này kể từ 12 giờ ngày 26 tháng 12. Riêng quận Ba Đình các biện pháp hành chính tương ứng dịch cấp độ 3 được áp dụng từ 12 giờ ngày 27 tháng 12. Tuy nhiên bên cạnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về, dừng hoạt động sau 21 giờ hàng ngày, quận Ba Đình vẫn cho phép các hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời được hoạt động nhưng ở mức hạn chế, đảm bảo giãn cách, chỉ tập trung dưới 20 người trong cùng một thời điểm. Quận Ba Đình cũng yêu cầu các cơ quan hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết và không quy định số lượng người tối đa được tham dự là bao nhiêu. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố dựa trên số liệu được cập nhật đến 10 giờ ngày 24 tháng 12. Tính theo quy mô cấp quận huyện, thị xã thì Hà Nội đã ghi nhận 8 địa phương ở cấp độ 3, gồm có các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình. 21 địa phương ở cấp độ 2 vùng vàng và hiện chỉ còn huyện Phúc Thọ ở dịch cấp độ 1 vùng xanh. Từ 27 tháng 12, học sinh lớp 12 tại 6 quận gồm có Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ dừng học trực tiếp. Theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 25 tháng 12, Hà Nội có thêm 6 quận cấp độ 3, Cùng với Đống Đa và Hai Bà Trưng đã chuyển từ vàng sang cam, từ các tuần trước, học sinh lớp 12 tại 8 quận này phải dừng học trực tiếp. Ngoài ra, Hà Nội có 21 quận huyện thị xã ở cấp độ 2, duy nhất huyện Phúc Thọ cấp độ 1. Toàn thành phố được đánh giá dịch ở cấp độ 2. Xét quy mô xã phường, Hà Nội có 67 đơn vị cấp độ 3, tăng 42 so với tuần trước trừ các trường của 8 quận cấp độ 3 cho học sinh dừng đến trường. Theo quyết định của quận, các phường xã còn lại cũng phải đóng cửa trường trung học phổ thông. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường nếu thuộc xã phường đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn sẽ đủ điều kiện mở cửa từ mùng 6 tháng 12. Theo số liệu của Sở Giáo dục, trong tuần đầu tỷ lệ học sinh lớp 12 trở lại trường tại 30 quận huyện tương đối cao, nhiều cụm trường trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh đi học rất cao như Cầu Giấy, Thanh Xuân 94,16%, Trường Mỹ Thanh Oai 96,1%. Trước đó vào đêm giáng sinh hình ảnh 05K trong đêm Noel thấy ở khắp nơi tại Hà Nội. Dù trước đó ngành y tế công bố, trong ngày 24 tháng 12, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với 1.834 ca, 618 ca trong cộng đồng. Không chỉ tập trung đông người ở các khu vực trung tâm tại Hà Nội, những nguyên tắc về khoảng cách, khẩu trang đều bị bỏ qua. Tại rất nhiều điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong đêm 24 tháng 12 đã ghi nhận lượng người đổ dồn về đây, đông nhất là ở các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Trang Tiền, Lê Thái Tổ, Hàng Mã, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt tại khu vực trước cửa trung tâm thương mại Trang Tiền Plaza, nhóm các bạn trẻ dồn về đây vui chơi trong đêm Noel, tập trung đông người chụp ảnh check-in và sẵn sàng buông bỏ khẩu trang như không có gì. Cảnh tụ tập đông người cũng không chỉ từng nhóm mà các nhóm chen chân trên cùng một khu vực tất cả cùng quên nguyên tắc phòng dịch 5K. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lượng người dồn về vui chơi khá lớn, nhưng chỉ tập trung tại khu vực đài phun nước nên việc đảm bảo giãn cách rất khó khăn. Chị Trần Thị Mai Hoa, Thường Tín, Hà Nội, đi từ Thường Tín lên Hồ Gươm lúc 20 giờ. Chị cho biết cũng biết tình hình dịch bệnh ở thành phố đang phức tạp, nhưng cả năm có một mùa Giáng sinh nên đi cho biết. Anh Trương Huy Tuấn, Hoàng Mai, Hà Nội tỏ ra bất ngờ khi thấy lượng người dồn về Hồ Gươm Đông. Theo anh Tuấn, tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, lẽ ra khu vực này phải vắng vẻ mới đảm bảo phòng chống dịch. Cũng trong tình trạng đông đúc, phố Hàng Mã Hoàn Kiếm là địa điểm của nhiều bạn trẻ tìm đến chơi nhân dịp Giáng sinh. Năm nay, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn để hạn chế người tụ tập đông người ở con phố này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm đến để chơi Noel. Trong điều kiện dịch bệnh hết sức phức tạp tại Hà Nội, việc người dân vẫn đổ ra đường đông đúc sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Hà Nội có gần 1.900 ca mắc mới trong ngày Giáng sinh, 8 quận, 67 xã phường thành vùng cam. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube Sức khỏe và đời sống. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ trước đến nay ở Hà Nội. Trên toàn thành phố có 8 quận và 67 xã phường thuộc vùng cam, cao hơn nhiều so với đánh giá 7 ngày trước. Sở Y tế Hà Nội tối ngày 25 tháng 12 cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 1.879 ca bệnh, trong đó có 549 ca cộng đồng, 1.272 ca trong khu cách ly và 58 ca trong khu phòng tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 207, Đống Đa 166, Long Biên 120, Thanh trì 108, Thanh Xuân 104, Đông Anh 96 và Hoàng Kiếm 93. 1.879 ca mắc mới phân bổ tại 350 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trong đó có 549 ca cộng đồng ghi nhận tại 204 xã phường thuộc 28 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Hoàng Mai 60, Thanh Xuân 51, Đống Đa 48, Thanh Trì 46, Long Biên 37 và Tây Hồ 30. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch. Toàn thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2, nhưng số quận và xã phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch đã gấp hơn 2,5 lần so với tuần trước. Số quận ở cấp độ 3 đã gấp 4 lần. Cụ thể theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới 10 giờ ngày 24 tháng 12, chỉ có một huyện ở cấp độ 1 màu xanh, giảm 3 địa bàn so với công bố vào ngày 18 tháng 12. Có 21 quận huyện thị xã ở cấp độ 2 giảm 3 quận huyện và 8 quận ở cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam, tăng 6 quận. Về cấp xã phường, có 396 địa phương ở cấp độ 1, giảm 43 xã phường, 116 địa phương ở cấp độ 2, giảm 16 xã phường, 67 xã phường ở cấp độ 3, tăng 42 xã phường, và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 17.832 ca mắc tại cộng đồng, tăng 6.063 ca so với 14 ngày trước đó. Trong vòng 14 ngày gần đây, có 67 xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận huyện thị xã như sau. Ba Định 9 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Hai Bà Trưng 12 đơn vị, Hoàng Kiếm 4 đơn vị, Hoàng Mai 12 đơn vị, Long Biên 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 2 đơn vị, Tây Hồ 5 đơn vị và Thành Trị 5 đơn vị thưa quý vị trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay chắc hẳn là người dân thủ đô đều lo lắng và mong muốn có một cái tết bình an tuy nhiên dường như những lễ hội cuối năm cùng tâm lý xả hơi sau một năm khó khăn đã phần nào làm cho người dân hà nội chủ quan và lơ là phòng dịch hy vọng với những quy định mới cùng với ý thức nghiêm túc phòng dịch của người dân diễn biến dịch bệnh tại hà nội sẽ khả quan hơn cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo